cô đó nha. Cái như là mưa của Mumbai vậy. Cô không thể nào đoán trước được. Lúc nào sấm sét, lúc nào mưa, lúc nào dừng. Cô giống con tắc kè bông vậy. Đổi màu lẹ quá. Mới đầu cô nói gì? Tôi không chấp nhận đám giả làm vợ của anh. 5 phút sau trước mặt cô Virani, tôi không chỉ là vợ mà còn là cộng sự của anh ấy. Gia diễn của anh hôm nay đã xong chưa? Lời thoại có khác không vậy? Tránh đường giùm. Đừng đánh trống lảng, trả lời đi. Tôi muốn biết câu trả lời. Bởi vì có những thứ quan trọng hơn trận cãi giả của tôi và anh nữa kìa. Trước đây tôi từng nói, tôi không muốn chuyện của chúng ta làm ảnh hưởng tới công ty. Dù sao thì chính tôi đã từng kết hôn. Mà cuộc hôn nhân đó còn không phải là thật, thì hôn nhân giả này có là gì đâu. Chỉ cần một lời nói dối mà công ty được cứu, tôi không ngại đâu. Đối với tôi, đóng giả làm vợ chồng với cô Hermione cũng không có gì khác biệt cả. Tôi chỉ muốn cô làm rõ quyết định của mình và tất cả hậu quả cô sẽ chịu. Sau này đừng có đổ thừa tôi. Tôi sẽ không đổ thừa anh. Tôi làm chuyện này vì công ty. Mấy ngày tới tôi phải làm của Huda, tôi cũng đành chịu thôi. Nhưng mà tôi quyết định, tôi không để công ty của mình và các thành viên phải xảy ra chuyện gì hết. Xin lỗi Aji, mẹ phải làm như vậy. Mẹ không còn lựa chọn nào khác cả. Taxi đang làm cái gì vậy? Đang giấu giếm chuyện gì đấy? Tôi đã không cần nữa rồi. Anh định giá giùm cho tôi đi. Cái vòng này rất đẹp. Nó là của con gái tôi. Anh xem cân giùm tôi. Được rồi. Cặp vòng này tôi trả 500 ngàn. Được. Đây.
Thần linh ơi, đây là vòng cưới của bùi cha mà. Chào bà. Xin chào. Lúc nãy chị tôi tới để bán cặp vòng này, nhưng anh chưa đưa hóa đơn. Anh đưa tôi được không? Tôi đưa rồi mà. Chắc là chị ấy làm rớt. Anh cho tôi bản sao được không? Dạ được. Hóa đơn đây. Cảm ơn. Alo, nụ đó sao? Phải idol gì? Tôi là AG. Tôi nghe, cô tới đài phát thanh chưa? Tôi chuẩn bị đi. Tôi sắp ra khỏi nhà. Tới sớm có nhiều việc lắm. Tôi rất mong được gặp cô. Tôi mong chờ cơ hội làm việc với anh từ lâu rồi. Xin để cho tôi được làm việc với anh một lần đi. Tôi bảo đảm 100% anh sẽ không nghĩ tới việc thuê trợ lý khác đâu. Tự tin dữ vậy. Tất nhiên rồi, ai cũng phải có sự tự tin chứ. Nhưng cái anh chàng tới lượt cùng với cô, anh ấy cũng làm khá tốt. Anh ấy tên là gì? Tôi thấy người anh không nhớ tên thì sao nhớ việc anh ấy làm. Tôi bảo đảm tôi rất giỏi. Rồi anh sẽ thấy anh không muốn tìm người khác thay tôi đâu. Tất nhiên rồi. Có gì nói sau nha. Gặp lại anh sau. Tạm biệt. Thời buổi này đi làm mà cũng có thể tán tỉnh nhau như vậy sao? Chờ vô gia về, tôi sẽ nói cho nó biết. Cô tự lo liệu bản thân đi. Tại sao lúc nào dễ cũng dám cho mình hết vậy? Bộ không còn ai sao? Tối ngày cứ xét nét mình. Sao không xem chuyện con gái mình đi? Sao lại như vậy chứ? Thuê ba quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Sao số Adia lại không gọi được? Cũng không thấy ai cả. Đi đâu hết rồi? Mình có nói với Yoya sẽ gửi hết tất cả thông tin chi tiết cho cô ấy, mà lại không thấy tài liệu đâu. Đúng kiếp đường thì đã trễ. Nếu bà biết chuyện này chắc chắn sẽ la mình. Anh à, anh gọi cho Adia hoặc cô Yoya giùm tôi. Anh à, Adia và Yoya đâu? Họ về hết rồi. Anh xem giờ này đi. Cho tôi xin địa chỉ. Của ai? Anh Adia hay cô Yoya? Họ không ở chung à? Nhờ anh đưa địa chỉ của cô Yoya. Anh ghi đi. Cô ấy ở Tây Ban Ra, chung cư cạnh biển, tòa nhà số 5, căn hộ số 78. Được rồi. Biết, chờ một chút. Khan biết. Sao nãy tới đây? Bồ Lý. Bồ Lý. Anh gàng lắm, dám trốn coi phim. Sếp mới tới. Khan biết vừa mới tới đây à? Phải, anh ấy còn hỏi địa chỉ của anh và cô Yoya. Tôi đưa địa chỉ cô Yoya rồi. Cái gã ngốc này, anh điên rồi hay sao? Anh chán công việc à? Sao vậy sếp? Anh cút ngay đi.
Có phải Khanh biết đã bắt đầu nghi ngờ mình và Yoya chỉ đóng kịch hay không? Khanh biết. Mai Hi à, tạm thời chị nghĩ chúng ta hãy giấu những chuyện trong công ty, đừng để cho mẹ biết. Em biết rồi. Chị à, chị chưa cởi dây chuyền, phải cởi ngay mới được. Phải cởi ngay mới được. Yoya Mai Hi mới về sao? Hai đứa chưa ăn gì phải không? Dạ phải, tụi con chưa ăn. Để ta dọn cơm. Ma cởi ra đi, nếu mẹ thấy là có chuyện thật đó, Ma Hi giúp chị. Vô gia. Ta muốn nói rõ với cô về chuyện của Nu. Giờ này còn ai tới vậy? Để con coi. Thôi được rồi, cả hai lên tắm rửa đi. Để tôi mở. Đi đi. Đi thôi. Anh ấy là người siêu nhân hay sao? Tới gì lẹ dữ vậy? Làm sao ngăn anh ấy lại? Làm sao đi chứ? Ma Hi. Dạ. Ma Hi. Sao vậy mẹ? Ma Hi, mẹ làm sao vậy? Sao lại bị té rồi? Sao vậy, Ma Hi à? Ôi thật Linh ơi. Nghe điện thoại đi chứ, nghe điện thoại đi vô gia. Ma Hi chân của mẹ bị kẹt, không đứng được. Còn đỡ mẹ. Mẹ sao vậy? Chân bị trật rồi. Điện thoại của Ma Hi cũng tắt luôn. Bắt máy đi chứ. Khanh biết mà vào nhà là đổ bể hết. Làm ơn nghe điện thoại giùm tôi. Vô gia chỉ có ai bấm chuông kìa. Dẫn mẹ đi từ từ thôi. Để con thoa dầu cho mẹ. Anh Capita, anh xin chào cô. Thật ngại làm phiền cô tối như vậy. Tôi tới đây để đưa cho cô cái USB mà lúc sáng tôi không gửi kịp, nên bây giờ tới đây đưa cho cô. Anh có thể gọi cho tôi mà, tôi sẽ kêu người tới lấy. Về khỏi mắc công anh. Cảm ơn anh nhiều, ngủ ngon. Cô không thể mời khách một ly nước sao? Xin lỗi, mời anh vào. Sao tôi lại không thấy Adiya đâu? Cô Hồi Gia. Anh Adiya đâu? Anh ấy đã vào phòng tắm rồi. Mời anh. Mời anh ngồi. Tôi đi lấy nước. Anh ngồi đi. Chờ tôi một chút. Ai lại tới nhà giờ này? Giờ mẹ còn lo cho ai nữa? Mẹ coi chân của mẹ đau kìa.
trời nóng uống nước lạnh. Được rồi, tôi sẽ chờ ở đây. Khi nào chồng cô tắm xong, tôi sẽ giải thích một lượt với hai người trong USB này có thông tin gì, vậy cho tiện. Anh không cần chờ đâu, để tôi nói lại với anh ấy. Tôi sẽ tự coi thông tin. Nếu như có thắc mắc, tôi sẽ tới tìm anh. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi sợ là không sao đâu, tôi chờ được. Thần linh ơi, ở nhà mà cũng có chuyện tới tìm. Bây giờ mình biết kiếm Adia ở đâu ra đây? Vợ yêu à, ai đến vậy em? Anh Can biết. Chào. Anh tới có gì? Xin lỗi tôi mới tắm, không sao. Anh tới có chuyện gì không? Tôi tới để đưa USB, trong đó là dữ liệu quan trọng, coi kỹ nha. Sao lại có nhiều tiếng như vậy chứ? Mẹ phải xuống dưới coi là ai mới được. Mẹ chờ ở đây, để con đi. Sẵn tiện lấy túi đá chùm cho mẹ. Mẹ nghĩ đi. Đâu có gì mà anh phải cất công ma tới đây như vậy. Tôi có thể kêu người tới lấy mà, đúng không em? Tôi đã nói với anh không cần phải lo gì cả, cũng đừng có căng thẳng gì cả. Chúng tôi là giỏi nhất, có đúng không em? Mọi người sẽ ấn tượng và nhắc mãi về sự kiện này. Chắc rồi. Đúng vậy. Mà phải công nhận là nhà anh đẹp thiệt. Nếu như nếu để ly trên bàn kính, lát nữa cô ấy sẽ la tôi. Tôi không muốn bị la đâu. May cho anh đó. Đúng rồi, chắc là tôi phải về. Vì tất cả thông tin đều nằm trong đó, và tôi không muốn có gì sai sót. Vậy gặp lại anh sau, anh Can biết. Mời tôi về, ngủ ngon. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Can biết lần sau gặp ở công ty. Tôi hiểu rồi. Mahi, ai tới vậy?